Quay chưa? Và đây là iMac 4.5K chip M1. Một chiếc máy phải nói là thời điểm này ở Việt Nam mình cực kỳ hiếm. Bởi vì sao? Đây là bản full option với 8 nhân card đồ họa, 16GB RAM, ổ cứng SSD của mình là 1T. Một cái điều khiến cho nó khác biệt với những cái sản phẩm đang bán trên thị trường đó chính là nó là màu silver. Trên thị trường riêng cái bản Mac Option này thôi, khi bạn đi mua là đã rất là hiếm rồi. Và mình đã lùng hết rồi, không hề có màu silver. Nên là ngay thời điểm này, mặc dù mình mua cái máy này chỉ có 55 triệu nhưng mà nếu như bạn bây giờ bạn cầm 70-80 triệu, 100 triệu đi ra mua cái máy giống y như mình là chưa chắc có. Mình không biết nó có lẫn, nó lẫn trốn ở đâu trên thị trường này hay không, nhưng mà mình tìm thì mình thấy là không có khó rồi đó. Mình rất tự hào về đó. Và cái việc mà mình chọn cái màu silver này á, là hết sức là hợp lý. Bây giờ mình cảm thấy mình hài lòng vô cùng luôn. Cái màu silver này trên cái bản iMac M1 mới nhất này nó hài hòa các bạn. Khi mà mình đã tập trung chú ý để mà nhìn tổng thể tất cả các cái màu có trên iMac này, đó là màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, thì mình thấy rằng là nó loè loẹt quá. Và cái phần mặt lưng với mặt trước ở đây nó làm chia thành hai cái màu khác nhau, nhìn nó làm sao sao á. Mình cảm thấy là mình không thể nào chấp nhận được. À, mình quay trở lại với cái truyền thống của Apple, đó là làm hai cái màu rất là đẹp, đó là màu silver và màu gray. Đây, gray đây các bạn. MacBook 16 inch của mình gray đây. Mình thích cái màu này lắm nha. Nhưng mà trên iMac nó không có thì mình chơi silver đỡ vậy thôi. Ban đầu khi mà mình trước khi mà mình nhận được cái máy này về á, mình có dự định là mình sẽ dán cái viền màn hình này thành màu đen cho nó đẹp, nó giống những cái máy trước giờ đó. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà mình mở máy ra, mình nghĩ là ô, đâu cần nữa đâu, nhìn đẹp mà. Thực ra thì cái xấu đẹp nó tùy gu của mỗi người và tùy cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là nó ok, không phải là mình cuồng, nhưng mình thấy là mình có thể bỏ một lấy 10 được. Tức là cái thiết kế của Apple họ làm đó, họ có một cái gọi là cái triết lý riêng của họ. Thay vì họ chứa linh kiện ra phía sau làm cho nó dày gấp đôi lên thì họ không làm như vậy. Họ thống nhất là họ làm cho nó mỏng đi để nhìn bên hông, nhìn vô cho nó cái máy nó có tao nhã, gọn gàng, thì chấp nhận hy sinh việc bằng là mình sẽ có một cái cầm như thế này thôi. Mấy bạn cứ chê lên chê xuống làm gì trời, được cái này mất cái khác. Cái phiên bản mình mua đây là Mac Option. Tại sao mình mua Mac Option cái đã nè? Mac Option nó khác cái chỗ này các bạn. Đầu tiên là cái bàn phím của mình nó có cái Touch ID. Nhấn nhẹ một cái là ăn liền luôn, nhanh cực kỳ. Khi các bạn trong cái phần cài đặt của mình, khi các bạn mà là cài đặt nó cũng cần đòi hỏi những cái nhập mật khẩu vân tay, thì vân tay của mình làm rất là tiện ha. Phải đầu tiên khi mà mình xài thì mình phải bắt buộc là mình phải cần có cái Touch ID này. Cái thứ hai nữa đó là cái cục nguồn của nó có cái cổng gọi là cổng mạng LAN để cắm vô đây. Trên cái phiên bản thấp thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có cái này rồi. Cái tiếp theo mình muốn nói là sự khác biệt 4 cổng USB Type-C. Với một cái phiên bản cấu hình thấp thì chúng ta chỉ có 2 cổng thôi. Khi mà mình cần kết nối với các thiết bị ngoại vi á, thì mình phải xài thêm những cái hub chia rườm ra. Cái ngôn ngữ thiết kế của cái máy này dành ra cho những người thích sự gọn gàng tối giản nhất có thể. Thì theo mình nghĩ thì bây giờ mà mình phải cắm thêm một cái cổng hub vô đây nữa thì ôi thôi, vậy thì xài cái con này nó đâu còn ý nghĩa nữa đâu. Khi các bạn mua iMac M1, các bạn phải cân nhắc kỹ một điều rằng là mình sẽ sử dụng vào mục đích gì để mình mua cho nó phù hợp. 16GB RAM với 8GB RAM nó mang lại sự cách biệt rất nhiều trong các cái tác vụ xử lý nặng, giống như là các bạn dựng phim hay là các bạn làm những tấm hình có độ phân giải cao. Những cái dòng máy mà 31-32 triệu cơ bản á, thì các bạn chỉ có thể xài những tác vụ cơ bản là ngon thôi, giống như là Word Excel, rồi các bạn coi YouTube, các bạn lướt web cơ bản thôi. Nhưng mà lướt web nhiều cái tab thì các bạn sẽ vẫn thấy là nó bị lag nhẹ. Nên là
Với một cái máy có cái cấu hình Mac option như thế này thì các bạn yên tâm có thể sử dụng lâu dài và rất là lâu sau đó thì mình mới cần phải nâng cấp máy này lên tiếp. Để mà nói về những điểm mạnh trên iMac M1 này thì đầu tiên đó là con chip xử lý M1, một con chip mà được do chính Apple làm ra. Họ thiết kế phần cứng, họ làm phần mềm, họ làm ra tất cả mọi thứ. Thì chip M1 này hiện tại là nó được chứng minh qua rất là nhiều thử nghiệm thì nó cực kỳ mạnh mẽ. Cái vấn đề tiếp theo đó chính là Apple đã không làm gì thôi. Một khi họ làm á, không có gì mà không ngon hết trơn các bạn. Mức độ hoàn thiện là cực kỳ tuyệt vời luôn. Con máy này khi các bạn để ý từng đường nét của nó, từ cái chân đế, viền màn hình, từng cái cổng kết nối, cái bàn phím, cái cục nguồn, thì các bạn sẽ thấy một điều rằng là nó đẹp. Thực sự nó đẹp mê ly luôn các bạn. iMac M1 này có cái màn hình 4.5K. Màn hình của mình là 24 inch mà 2 mà tới 4.5K. Thì với cái khoảng cách nhìn thông thường khi mà mình làm việc ở khoảng cách từ 50cm trở lên tới 1m á, thì với cái độ phân giải 4.5K trên cái màn hình 24 inch thì các bạn sẽ không thấy được điểm ảnh của nó. Màn hình nó thể hiện tất cả các cái thông tin trên màn hình là cực kỳ chi tiết. iMac này nó có một cái hệ thống âm thanh bao gồm là 6 loa. 6 loa hướng âm thanh xuống dưới tạo nên một cái hệ thống âm thanh vòm. Nếu các bạn để ở trong phòng các bạn nghe thì âm thanh nó được gọi là trải đều khắp căn phòng của mình. Và cái mức độ chi tiết của âm thanh rất là cao. Cái mà các bạn vừa nghe là từ loa của iMac phát ra nha. Mình có thể nói là mình là người xài qua rất là nhiều loại loa. Mình không chơi đến một đồ hàng VIP là như 100 triệu. Nhưng mà những cái dạng loa vài chục triệu đổ lại thì mình xài nhiều rồi. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn bán hết rồi. Tại vì bản thân mình nghe nhạc á, mình không cần bass nhiều. Cái xu hướng hiện nay người ta nghe nhạc đó chính là chú trọng quá nhiều vào âm bass. Tức là bass cứ càng mạnh càng hay, cũng đập đùng 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 vậy đó. Nhưng mà bản thân mình nghe nhạc là một cái dạng gọi là cảm nhận theo kiểu khác. Đó là mình cảm nhận sự chi tiết trong âm thanh, sự tách bạch của từng âm thanh. Và với Apple làm ra những cái sản phẩm loa, chỉ cần iPhone thôi, iPad hoặc là MacBook, bất cứ một cái sản phẩm nào của Apple làm ra để nghe thì mình thấy rằng điều có điểm chung là loa của họ làm rất là tốt về cái phần âm thanh chi tiết, tách bạch. Chưa hết đâu các bạn, ở trên con iMac này chúng ta sẽ có một cái hệ thống gọi video cực kỳ đã luôn. Đó chính là lần đầu tiên Apple trang bị lên cho mình một cái camera Full HD và một cái hệ thống thu âm chuẩn phòng thu, đó là 3 micro lọc âm để tạo ra được cái âm thanh của mình khi mà mình gọi cho những người khác hay là thu âm đó, nó rất là rõ và trong. Em coi anh để râu gì có già lắm không? Wow. Đùa các bạn thôi. Đây là đoạn clip ngắn mình quay test camera trước của iMac, cộng với test cái khả năng ghi âm bằng chính cái micro tích hợp theo máy, coi thử là cái chất lượng của ghi hình và thu âm nó tốt hay không. Thì mình đang thu âm thì mình không biết là nó tốt hay không, bây giờ mình chờ lên video cho các bạn tự đánh giá, coi thử là cái việc ghi hình như này cộng với lại mình nói ở khoảng cách 1m thì cái micro thu âm này nó không có còn rõ tốt hay không. Các bạn đánh giá camera và micro thu âm của iMac M1 như thế nào? Hãy để lại một comment bên dưới để cho mình biết được cái đánh giá của các bạn như thế nào nhé. Ngoài những cái phần cứng rất là mạnh mẽ
cũng như màn hình đẹp, loa hay, thì những cái sản phẩm của Apple nó có thêm một cái hệ, nó có thêm một cái hệ sinh thái mà phải nói là cực kỳ thuyết phục người dùng như mình. Đó chính là cái sự đồng bộ, liên kết. Ví dụ như các bạn sẽ có một cái văn bản cần sao chép ở trên điện thoại, các bạn có thể vô điện thoại các bạn tạo một cái lệnh copy một cái văn bản đó, và trên máy tính các bạn chỉ cần paste là xong. Hoặc là các bạn có thể làm ngược lại, các bạn copy một cái văn bản ở trên cái màn hình trên cái máy tính của mình đang xài, và các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên, các bạn vào cái mục các bạn cần dán paste một cái là nó đã qua rồi. Và cái việc mà chia sẻ hình ảnh video qua cái AirDrop trên máy cũng cực kỳ tiện lợi. Ví dụ như mình muốn gửi cái hình này qua con iMac đi, mình chọn share nè, trọng nghĩa iMac nè, rồi open ra đi các bạn. Đã có hình ngay trên con iMac của mình. 55 triệu cho một con iMac với cấu hình Mac Option như mình đang xài đây, thì liệu có mắc hay không các bạn? Khi mà mình phân tích ra giá trị của chiếc máy này thì mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng, thậm chí nó còn rẻ nữa các bạn. Riêng cái cấu hình này trên một con Mac Mini thôi, không có màn hình, không có bất cứ một cái gì, không có bàn phím, không có chuột gì hết, với cấu hình 16GB RAM, 1TB SSD và card đồ họa 8 nhân GPU, thì mình đã phải mất 35 triệu để có thể mua được cái cấu hình đó. Và trên thị trường này, nếu các bạn có một cái màn hình mà để gọi là tương đồng với cái màn hình của con iMac 4.5K, một cái màn hình 24 inch độ phân giải 4.5K, có cái màu sắc cũng như là độ chi tiết tốt như thế này, thì cái giá của nó thì nó phải nằm ở khoảng chừng 17 cho tới 18 triệu. Thông thường thì ở mức 27 inch người ta mới làm ra 4K cho các bạn, là các bạn xài là các bạn đã thấy gọi là oh good, cực kỳ tuyệt vời rồi đúng không? 27 inch 4K các bạn đã cảm thấy tuyệt vời rồi. Vậy thì 24 inch nhỏ hơn mà 4.5K với độ phân giải lớn hơn thì hẳn nhiên nó còn tuyệt vời hơn như vậy nhiều nữa. Cái nền tảng CPU của mình cộng với lại cái màn hình này là nó đã lên tới khoảng chừng 52 cho đến 53 triệu rồi. Một cái bàn phím mà có cái nút Touch ID này, trong tương lai mà nếu có mở bán đi nữa thì nó cũng không dưới 3 triệu đó các bạn. Là mình đã có đủ 55 triệu rồi nha. 55 triệu cộng với con chuột này 2 triệu nữa, 57 triệu. Chưa kể nha, hệ thống loa tích hợp theo máy này, cái hệ thống loa đây nè, nếu như mà so với những cái loa Bluetooth trên thị trường á, thì mình khẳng định là những cái dòng loa 3 triệu không có thể nào chơi lại được cái hệ thống loa của iMac. Thì với cái giá 55 triệu cho cấu hình này, mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái tốc độ dựng phim trên phần mềm Adobe Premiere của con iMac M1 so sánh với lại con MacBook Pro 16 inch với cái cấu hình là Core i9 8 nhân 16GB RAM của mình đây. Cái đoạn phim mà mình dựng là sẽ có cái thông số đầu vào là mình sẽ quay ở chất lượng 4K và xuất ra cũng sẽ là 4K, độ dài là 10 phút. Ở trên MacBook, mỗi lần mình chuyển từ cái tab Color qua Effect thì nó sẽ mất, của mình sẽ phải mất vài giây. Các bạn nhìn nè, nó xoay nè. Mất cả chục giây đó nha bạn. Còn ở trên iMac, test cho các bạn coi, từ cái tab Color qua Effect nó tốn chưa đầy một giây. Khả năng xử lý của hai máy là rất khác biệt. Bắt đầu nào. Hoàn thành 6 phút 11 giây. Bắt đầu. Hoàn thành. Vậy là iMac đã xử lý cái đoạn phim 10 phút 4K này với 5 phút
24 giây tại vì mình bấm lộn qua bên cái kia nó trễ mất 1 giây của mình. 5 phút 24 giây. Mà máy thì không cần phải quay quạt tản nhiệt và cũng không nóng gì cả. Tuyệt vời. Trong khi bên cái con MacBook Pro kia thì quạt phải quay với tốc độ cực kỳ cao mà máy nóng lên rất là nhanh. Cái iMac M1 này là một cái phương tiện giải trí cực kỳ tuyệt vời cho bất cứ ai muốn sở hữu nó. Coi phim, Netflix, coi YouTube, các bạn có thể lướt Facebook, lướt web, các bạn có thể dựng phim, các bạn YouTuber, các bạn vlogger, các bạn có thể sử dụng để làm phim, các đoạn phim ngắn bằng cái máy này rất là tuyệt vời. Và chỉ riêng cái khoản mà các bạn dùng để nghe gọi FaceTime cho bạn bè người thân mình thôi thì nó cũng đã làm cái điểm đáng tiền cực kỳ rồi. Tiếp theo là ai là người thích xài cái máy này các bạn? Đó là dân văn phòng. Các bạn làm ngân hàng, các bạn làm kế toán, các bạn làm cái gì đó liên quan tới Word, Excel thì thôi luôn, nó đúng bài các bạn, không chê vào đâu được. iMac M1 có thể nói là phù hợp với hầu hết tất cả những người nào muốn sử dụng liên quan tới máy tính. Trừ một đối tượng thôi, đó là các bạn mê chơi game đồ họa nặng. Các bạn đừng bao giờ mua con này, các bạn sẽ thất vọng. Bởi vì hầu như tất cả những sản phẩm máy tính của Apple làm ra thì không có tương thích tốt với game đồ họa nặng nha các bạn. Và may mắn các bạn, mình không phải là người mê chơi game. Điện thoại, iPad cũng như là iMac của mình xưa nay không có bất cứ một cái game nào nữa. Nên là mình là một trong những đối tượng cực kỳ thích hợp để sử dụng iMac. Chúc các bạn cũng sẽ mua được iMac M1 full option giống như mình, để chúng ta cùng có được một cái trải nghiệm tận hưởng giải trí giống như nhau.